Hai cách chuyển một tấm ảnh thành video bằng AI. Cách đầu tiên thì bạn sẽ có một tấm ảnh nhưng mà cô gái này biểu cảm rất là tuyệt vời và rất đa dạng. Mình có thể là xin với cái video khác cũng được ha. Rồi, cách số 2 là từ một tấm ảnh đơn thuần ảnh tĩnh này thì nó sẽ tạo ra cái video chuyển động cũng rất sinh động. Và cái này AI nó làm hết hết các bạn ha. Tạo ra một cảnh quay flycam luôn các bạn ha. Tuyệt vời. Có hai cái trang web tạo video AI thế này. Trang web đầu tiên là Liveboxa, trang web thứ hai là làm video với thằng Stable, nó lên trên nền tảng Stable các bạn. Đầu tiên bạn phải chuẩn bị những cái tấm hình, thì nếu bạn không có thì bạn có thể là minh họa trực tiếp trên cái trang web luôn, thì lấy một tấm hình ví dụ ha, ví dụ như tấm hình example này, có thể là bạn chọn một tấm bất kỳ, ví dụ mình chọn tấm này đi. Bên cạnh là một cái phần video, ví dụ chẳng hạn như mình chọn cái video biểu cảm của anh này đi, thì mình muốn chuyển cậu bé hoặc hình đó thành cái biểu cảm như cái anh phong xanh đó, thì bạn chỉ cần kéo xuống ấn anime. Thì tùy vào cái hệ thống, cái này là mình dùng miễn phí, hiện tại đang miễn phí nha, về sau bạn xài á, thì có khả năng có phí thì mình chưa biết, nhưng mà mình đã được một cái video chuyển như thế này, bên trái là cái video mẫu, bên phải là cái tấm hình đã chuyển đổi. Rồi tiếp theo bạn hoàn toàn có thể là tắt mấy cái hình ví dụ và bạn upload trực tiếp cái hình của mình lên. Trong trường hợp này mình upload cái hình này đi ha, xin lỗi bạn hơi bị nghẹt mũi nha. Thì upload cái hình của mình lên, và các bạn phải chờ cho nó lên nha. Bạn có thể là tải mọi cái hình ảnh lên này, nó là any ratio, là mỗi hình ảnh mỗi kích thước. Kèm với đó là cách số 2 này, mình chọn một cái video mẫu thế này. Thì bạn hoàn toàn có thể là có cái cách số 3 nữa nha, nhưng mà khoan, mình làm với cách số 2 trước. Thì bạn kéo xuống ha, kéo xuống xem cái phần anime để chuyển đổi. Thì sau khi bạn chuyển đổi xong thì bạn cũng có cô gái này theo cái biểu cảm của anh chàng này. Thì bạn ấn anime ở đây. Đấy, thì lập tức nó tạo ra và bạn có được video như bạn mong muốn. Bạn hoàn toàn có thể là kiểm tra ở đây, hoặc là kiểm tra cái video lớn bên phải ha. Bên trái á, bên trái chứ. Đây, mình sẽ kiểm tra ở đây. Thì khá là mồm ngỉnh ha, và biểu cảm rất là tốt. Đấy, mình hơi bị nghẹt mũi các bạn nha, sorry các bạn nha. Thì mình hoàn toàn có thể là tạo cái mẫu khác nè. Mẫu này nó hơi mờ nhưng mà nó vẫn rất là đặc sắc, biểu cảm rất là tuyệt vời luôn. Thì mình sẽ chuyển đổi cô gái này theo cái mẫu đó luôn. Anime tiếp. Và nó cũng tạo ra được một cái video mẫu thế này. Các bạn có thể là xem lại tiếp ha. Rất tuyệt vời. Rồi đối với cái cách số 3 đó, thì mình sẽ là tải cái video của mình lên và hình ảnh của mình lên luôn. Hồi nãy là mình mới tải cái hình ảnh của mình lên và lấy cái biểu cảm của cái người ta thôi, của video người ta thôi. Bây giờ mình upload cái video mình lên nè. Thì bạn lưu ý á, khi mình upload cái video thực tế lên á, thì nó sẽ bị báo lỗi. Tại vì sao? Kích thước nó không cho phép. Nó chỉ cho phép cái video mẫu là kích thước các bạn xem này, để cho nó tải lên đã ha. Và nó báo là kích thước bạn bị sai. Thì mình sẽ chọn lại cái video của mình ha, chọn lại cái video của người ta để mình tắt nó đi á, thì mình có chỗ upload video lên ha các bạn ha. Bây giờ có một thủ thuật cho bạn là bạn mở cấp kết lên. Ví dụ như cái video gốc của bạn là video 16:9 và hoặc là video dọc gì đó ha, thì bạn có thể là resize nó lại theo dạng vuông ratio 1:1 ấy. Thì bạn sẽ kéo cái video xuống và bạn chọn dùm cho mình cái thằng là auto reframe, và bạn sổ xuống, bạn chọn dùm cho mình cái phần là 1:1 ở dưới đây đó. Thì bạn thấy nó ok rồi thì bạn apply, và khi apply xong á, thực ra nó vẫn chưa được cái khổ vuông đó các bạn. Apply nè, mình apply nhé. Thì bạn hãy chuyển cái ratio dưới đây thành 1:1 tiếp luôn ha, 1:1 tiếp luôn nó mới được. Thì khi bạn có như thế này thì bạn xuất cái video ra bằng cái là xuất một đoạn nào bạn cần thôi, còn không thì bạn xuất hết. Nhưng mà bạn nên làm cái đoạn nó ngắn ngắn thôi, ví dụ 5 giây thôi hoặc là vài giây thôi đó. Thì mình xuất ở đâu thì mình sẽ lấy cái video mẫu đó để mình upload lên. Đấy, rất tuyệt vời đó các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ quay lại lấy cái video của mình vào này đó, và như vậy thì bạn chờ cho video lock lên nha. Nếu bạn chưa lock mà bạn ấn anime á, thì nó sẽ bị báo lỗi đó. Trường hợp này mình đã lock được cái video mình lên nè, nhưng mà mình tua mình xem thì nó chưa được, thì bạn chờ một xíu nữa ha, thì nó lock được rồi. Bây giờ bạn hoàn toàn có thể là ấn vào cái kéo ở bên dưới để bạn stream bớt đi, có nghĩa là nó dài quá hoặc là nó ngắn quá gì đó thì bạn có thể là cắt lấy cái đoạn bạn cần thôi ha. Ví dụ như đây mình sẽ cắt. Mình có thể là kéo hai đầu ha. Rồi thì bạn ấn anime thôi và chờ kết quả ha. Anime bây giờ nó sẽ áp cái cô gái này theo cái video gốc của bạn.
tùy vào cái chất lượng video gốc mà là cô gái này nó up theo chính xác hay là không chính xác nha. Đấy, cái đầu cô gái bị to hơn nè, thì các bạn lưu ý là lấy cái video nào nó chuẩn thì cái mẫu nó ra nó chuẩn. Trường hợp tiếp theo thì mình không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái khoảnh khắc nào nên mình sẽ chọn cái ảnh đẹp nhất mà mình nghĩ là sẽ ok, và mình chọn một cái khoảnh khắc cái video mẫu đi ha. Chẳng hạn video mẫu này mình muốn upload cái ảnh video gốc lên, hình ảnh gốc lên, và mình sẽ áp vào cô gái dễ thương này bằng cái anh chàng cảm xúc này. Thì bạn tiếp tục anime và mình thấy cái cảm xúc này khá là tuyệt vời ha. Đấy, các bạn xem rất là tuyệt vời. Thì như các bạn thấy ở phần đầu đấy, đấy là mình tạo bởi cái cách này ha. Thì sau khi tạo xong thì bạn hoàn toàn có thể là tải về được vô tư ha. Đó, một cái video rất là xịn sò và rất là đẹp, hiện tại là đang miễn phí. Thì cái liên kết này mình sẽ để dưới phần mô tả cho bạn check nha. Và có thêm cách số 2, bạn download về này. Có thêm cái cách số 2 là mình sẽ vào cái trang là Dream with Table Video. Thì cái này bạn có thể là try free và bạn đăng nhập với một cái Gmail. Bây giờ mình sẽ chấp nhận cái chính sách của nó và sử dụng thôi. Bây giờ mình có thể là start with email. Thì bạn sẽ xem được những cái hình mẫu mà nó tạo ra cái video này. Thì bạn xem này, đây là những cái hình thôi nhưng mà nó tạo ra những cái video thế này. Nền tảng rất đẹp. Thì mình sẽ check một hai tấm để bạn xem nha. Và cái kết quả nó có thể là sinh động như thế này không. Đấy, thì mình có rất nhiều cái tấm ảnh sinh động. Sorry các bạn, thì mình mới bị đau rồi sao nghẹt mũi quá. Thì mình có rất nhiều cái video, rất nhiều video mẫu. Bây giờ mình sẽ làm cái sản phẩm của mình rồi. Bạn ấn vào cái thằng Start with Email, sau đó thì bạn upload cái email mình lên và mình chọn một cái ảnh đầu tiên ha, ảnh đầu tiên như thế này. Bây giờ mình hoàn toàn có thể là chuyển những cái obic ha, đầu obic hay là pen. Bạn có thể là check thêm nha. Mình có hiện tại là 40 credit và mình mỗi lần tạo thì nó mất 10 credit. Thì mình tạo thử, nó cho mình tạo miễn phí là 4 lần trong ngày. Và hiện tại cái đọc chính sách của nó thì nó sẽ không báo là cái số lượng cho mỗi ngày cố định. Và bạn xem trong cái quá trình chờ đợi thì bạn có thể là xem sản phẩm. Và sản phẩm của mình ra thế này nè, thì bạn tải xuống ha, tải xuống và sử dụng được. Mình thấy cái tấm ảnh này ok nhưng mà chưa hài lòng lắm, mình sẽ tạo thêm một cái tấm khác. Chẳng hạn như là cái tấm này đi ha, cái tấm này. Thì bạn tạo thì bạn, khi mà bạn tạo thì bạn vẫn tiếp tục là generate mất 10 credit và nó cho ra sản phẩm khá là đẹp, rất là tuyệt vời các bạn. Đấy, bây giờ thì bạn tải về bạn xài tiếp. Bây giờ mình tạo thêm một cái nữa nha, tạo thêm một cái mà như ban đầu bạn xem đó, là nó sẽ ra một cái giống như là flycam. Đây, mình upload cái hình của mình lên và mình tạo thì nó ra được một cái hình bend theo kiểu flycam thế này. Và nếu bạn muốn xài nhiều hơn á, thì bạn hoàn toàn có thể là mua thêm cái credit. Thì mình thấy là cái giá nó cũng khá là ok ấy. Ví dụ như mình click vào đây, mình bớt now này, bớt more. Thì mỗi lần mình mua như vậy, mình có thể mua 10 đô bằng 500 cái credit. Có nghĩa là mình tải được, mình xài được 50 tấm hình ha. Và bên đây sẽ là 50 đô cho 3.000. Thì 5 nhân 5 là 25, 2.500 thì nó tặng thêm cho mình một 500 cái credit nếu mình mua 50 ha. Thì bạn có thể là ấn vào cái bookshop này ha. Bạn có thẻ Visa thì bạn nhập vào và mua. Chúc bạn thành công nha. Nếu thấy video này hay đừng quên cho một like, một share, subscribe, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.